cây này bữa nay là mình bẻ ít thôi nha các bạn. Đó. Hôm kia mình bẻ là cây này 11 trái đó. Bữa nay 2 4 6 7 trái. Đó. Còn cái cây đó là hai trái chín nữa. Qua mình bẻ luôn cho xong. Với mình kết hợp với ở nhà nữa là được một mâm chà bá luôn. Này bẻ nãy giờ rồi. Giờ mình đem về. Quá ngon luôn không? Mấy cái này là mình phải bẻ trước nha các bạn. Nó ửng vàng là bẻ liền. Chứ để nó chín là ong nó chín hư chưa. Ồ, quá ngon đúng không? Đây là một mâm tuyệt vời luôn nè. Bạn ấy quá, đem vô làm mâm bịch bát khổng lồ ăn luôn. Nhưng đi. Đây. Đây là hai mâm nha các bạn. Mâm bên này là mâm mới bẻ nè. Mình bác ăn với thanh long mà đúng bài luôn phải không? Đây là mâm mình bán ế quá, mình đem vô nhà mình lò làm ăn luôn. Bán ế quá, này là cũ nha các bạn, cũ này là mới bẻ. Hết sức đạt không? Đó, mình để hai mâm mình trưng cho đẹp thôi. Quá đẹp. Giờ thì mình gọt mình làm mấy bạn. Mình sẽ thử ăn thanh long với mình bán cho mấy bạn xem thiệt. Bảo đảm không chết luôn. Xin chào các bạn. Em gọt cho mình luôn đi. Rồi bác đi. Em sợ. Giờ công đoạn gọt mình bác nè. Gọt xong nha các bạn. Giờ thì mình rửa. Mà rửa nó thì nó bớt ngon, nó bớt ngon, bớt cái mùi thơm của nó. Nhưng mình rửa đi cho nó sạch, tại vì cái vỏ nhiều khi người ta xịt thuốc à. Giờ mình rửa cái nha, rửa xong cái mình sẽ bóp ra rồi mình sẽ dầm đường. Đây đây. Dầm ra xong nha các bạn. Thấy nhuyễn nhừ không? Nhuyễn nhừ luôn. Cái này mình bóp tay nha bạn. Công đoạn bóp tay thì ghê lắm, không có quay được. Đó, giờ thì mình đổ đường vô mình trộn thôi. Thao này chắc nửa ký đường. Trộn lên. Đường thấy ít rồi. Thêm miếng bột ngọt nữa vừa ăn luôn. Trộn lên. Trộn xong mình để đây mình ướp nha các bạn. Khoảng 15-20 phút cho nó thấm vô cái thịt mình bát mình ăn mới ngon. Chứ mình ăn liền nó chưa có thấm đường không ngon đâu. Đó. Xong cái mình để đó. Rồi mình ướp nó đi. Ồ thấy thèm không? Mới phát hiện ra nhà có cái dĩa VIP nữa các bạn. Đổ ra dĩa này cho đẹp. Ồ.
vậy mới đúng là mâm bình bát. Dầm đường khổng lồ. Đẹp chó về luôn. Giờ thêm thanh long với nước đá vô là đúng bài luôn. Giờ mình để đá nha các bạn. Giờ mình để đá nha các bạn. Đẹp gió về luôn á. Giá về luôn. Mình sẽ ăn chung với thanh long. Bây giờ một trái. Gió về luôn. Nhìn cái mặt mắc cười quá. Đó. Lần đầu tiên ăn thanh long với bình bát nha các bạn. Chữa lạnh. Ngon. Ăn hết mâm này chuyển diện luôn. Bạn muốn ăn không? Muốn ăn không? Quá ngon, quá ngon. Lấy dao chả làm ăn. Lấy dao chả làm ăn. Quay ra theo này. Kết thúc, mình kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Hẹn các bạn cho một cái clip xàm khác nha.